Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mà các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu kính đến từ thương hiệu Moonplug. Còn đây là cái kênh thông tin liên lạc của ship, bao gồm số điện thoại, website, email và Facebook fanpage. Còn đây là những vật chính của chúng ta, chiếc kính Moonplug với một cái chiếc bóc màu đen. Trên mặt thì được chế tác sần sừ, nhám rất là chắc chắn. Đây, đằng đây là cái tên thương hiệu Moonplug với một cái logo là ngôi sao 6 cánh. Đây là cái ngôi sao 6 cánh này lấy ý tưởng là từ một cái đỉnh của một ngọn núi cao nhất ở châu Âu. Ngọn núi đó cũng có tên là Moonplug luôn. Thì khi mà chúng ta nhìn từ trên cao xuống thì ngọn núi nó giống như có hình một cái ngôi sao 6 cánh. Thì thương hiệu Moonplug đã quyết định lấy cái biểu tượng này làm logo cho tên thương hiệu. Còn ở đây là cái thông số sản phẩm. Đây, ở đây là Marcons, nơi sản xuất là Italy. Đây, sau đây chúng ta sẽ mở chiếc bóc này. Đó, bên trong nó có một cái chiếc hộp mà một cái quyển sổ nhỏ, sổ tay nhỏ rất là dài. Đó, thì quyển sổ này là Service Guide Everywhere. Một quyển sổ với tâm màu đen, rất là quyền bí. Moonplug Draft Volume 2. Đây. Thì Moonplug là một thương hiệu được ra đời vào năm 1906, đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông là một kỹ sư và một nhân viên ngân hàng đã quyết định mà thành lập thương hiệu này. Thì đến năm 1924 thì Moonplug là một thương hiệu nổi tiếng về ngành bút viết. Moonplug năm 1924, Moonplug đã giới thiệu một cái bút huyền thoại trong ngành bút viết của thế giới có tên là Meisterstock. Thì đến năm 1926, chỉ sau đó 2 năm thì cây bút này nó đã nổi tiếng trên 60 quốc gia. Đến năm 1963 thì đây là một sự kiện rất đặc biệt, là một cái ngày mà Tổng thống Kennedy của Mỹ đã trao tặng một cây bút Meisterstock 149 cho Thủ tướng Đức, rồi là xem như là giúp đỡ ông để tái thiết đất nước sau chiến tranh. Sau đây là đây là chiếc bút bằng da mềm. Dạ. Chất liệu có thể là giả da. Đây, nó có một cái miếng từ trường 500 để chúng ta bật lên rất là nhẹ nhàng. Đó. Nó bên trong là một cái lớp nhung rất là mềm mại. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Bên trong nó có một cái miếng vải mềm để có thể vệ sinh. Đó. Để nó qua một bên. Ở đây thì chiếc Moonplug này nó có cái đường kính, cái length wide là 61, đây thông số đây, cái length width là 14, còn cái độ dài của càng kính là 140. Moonplug lúc nào nó cũng có một cái bọc mà có cái đồ, có cái miếng kéo ra đây. Đây chào tụi. Do đeo vào tay nên hơi khó thao tác chút. Các bạn chờ tí nhé, để tháo tạm bao tay ra để thao tác cái này cho nó dễ. Bao tay nó không có độ bám. Đây, được rồi. Ok. Tôi sẽ đeo bao tay vào lại. Đây là chiếc Moonplug với tâm màu blue, là màu xanh dương, rất đẹp. Đây là một cái thông số mây nắng, rất nắng chói chang. Macaulay Everywhere. Đây là một cái cuốn sổ tay nhỏ có rất là nhiều ngôn ngữ. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Moonplug với length wide là 61. Length wide tức là từ bên đây qua bên đây thì nó có cái độ dài là 61 mm, còn cái length width là 14, từ đây qua đây là 14 mm.
21 là thuộc loại là khá to nhất. Thường thường những mẫu kính với thiết kế kiểu như thế này thì nó có 3 size, size nhỏ, size trung và size to. Thì cái mẫu này trên tay chúng ta là thuộc size to. Đó, các bạn thấy cái độ rộng kính nó rất là dài. Rồi trên đây nó có một cái top bar, một cái thanh để nối giữa hai bên để nó tăng cái độ chắc chắn của mẫu kính này. Một số mẫu thì nó không có cái top bar này. Nó chỉ có cái lens, có cái cầu này thôi. Thì ở mẫu này có thêm cái top bar để nó tạo nên sự khác biệt và nó tăng độ chắc chắn. Thì cái ở khung vỏ này thì nó được mạ màu vàng hồng. Đó. Còn đây là cái phần càng kính. Càng kính thì bên hông là được khắc cái logo của Moonplan. Đây, màu xanh. Ở dưới đây là xanh đậm hơn. Đây là có hai cái vòng màu đen. Nó có một cái đoạn nối được mạ vào bằng hồng mà và có hai cái vòng tròn màu đen xung quanh bao quanh. Đó, trên đây các bạn thấy cái càng kính của Moonblanc được chế tác rất là thủ công và rất là cầu kỳ. Có rất là nhiều đoạn chứ không phải là nó là một cái đoạn bằng kim loại nối liền. Ở đây nó kết hợp giữa nhiều cái chất liệu. Ở phần này là nhựa, ở đây là phần phủ kim loại. Ở đây là phủ nhựa, ở trên đây tiếp tục kim loại. Kim loại được chế tác những cái đường vân nó rất là đẹp. Nó cắt những cái đường nét. Ở đây có một cái đường khe cả. Đó. Ta bật vô như thấy nhìn thấy, đó, rất là đẹp. Rất là cầu kỳ. Thì những thương hiệu đến từ Đức thì họ luôn luôn có một cái slogan là the best or nothing, tức là nếu mà đã làm là phải chất lượng nhất, còn không làm thì thôi. Này, trên cái mặt kính này cũng có một cái logo của Moonplan. Đây, chúng tôi thẩm tháo cái miếng này ra. Đây, ở trên càng kính này nó có khắc thông số nè. Và ở đây là bạn thấy không? Mã sản phẩm là MB 513S28V 6114. 61 là lens wide, 14 là lens bridge, 140 là cái lens nam, tức là cái càng kính. Hồi nãy giờ chúng ta đi bên đây thì càng kính bên đây cũng được chế tác giống y chang với càng kính bên kia đó. Nó cũng có cái chỗ gập vô, rất khi mà gập vô rất là đẹp. Còn đây là phần từ sau nhìn tới, đây là cái gá mũi, nó bằng nhựa rất là mềm, nó dùng để nó tiếp xúc với cái sống mũi của chúng ta để giữ cho cái kính này nó nằm trong tầm mắt, nó bảo vệ mắt của chúng ta. Còn đây là cái chân gá mũi đó, đó là tất cả những. Còn đây là cái khung, cái này là cái frame, frame material còn gọi là cái khung khung kính. Còn đây là cái phần bộ phận này gọi là phần lens, lens còn gọi là phần kính. Kính đây là chất liệu là bằng glass cổ điển thôi, nó có tông màu xanh dương. Màu xanh dương thì nó là một cái màu biểu tượng của hòa bình, nó là một màu biểu tượng của sự trí tuệ. Đó là tất cả những cái bộ phận trên cái mẫu kính này. Còn riêng đây là cái thẻ tát, ở đây là Lens by ZX. Đó, ở đuôi kính nó cũng có khắc một cái logo của Moonplan, một cái ngôi sao 6 cánh. Đây cũng vậy, ngôi sao 6 cánh. Moonplan là một cái thương hiệu nổi tiếng với ngành như những cái viết Meterstock 149. Thì trong sau đó thì đến năm khoảng năm 1900 thì Moonplan đã bắt đầu sản xuất thêm các mặt hàng khác, ví dụ như là nước hoa, kính mắt, đồng hồ. Những chiếc đồng hồ của Moonblanc thì nó giá nó cũng khá là cao, nó tầm khoảng tầm dao động tầm 2 đến 4.000 đô. Moonblanc đã chế tạo ra những cái mẫu đồng hồ gọi là tourbillon rất là phức tạp, những cỗ máy rất là đẹp. Moonblanc có một số mẫu đồng hồ là họ lấy cái biểu tượng của hình trái đất, họ cắt đôi ra đó, họ lắp hai hai mặt lên một siêu mẫu như mẫu đồng hồ tourbillon đó, rất là đẹp, nổi tiếng và đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.